Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư vừa tổ chức lễ đón nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho các quân nhân xuất ngũ năm 2022. Năm 2020, huyện Hoa Lư có 89 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại các đơn vị, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu, Lữ đoàn 87 Cục tác chiến điện tử, Trung đoàn 165 Sư đoàn 312. Tại đơn vị, các chiến sĩ đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn gian khổ, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Nhiều đồng chí đã lập thành tích xuất sắc trong thời gian tại ngũ. 100% chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trong đó có 8 đồng chí được kết nạp đảng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư đã phối hợp với Phòng Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh để tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, giúp các quân nhân xuất ngũ có những lựa chọn nghề phù hợp, sớm ổn định cuộc sống.